Tiếp theo các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện import và export database. Mục đích là để làm gì? Chúng ta export database để chuyển cái dữ liệu của chúng ta từ cái server này sang cái server khác, và import database để lấy cái dữ liệu người ta chuyển sang vào cái một cái database cụ thể, như là vào cái database của bản thân máy chúng ta chẳng hạn. Đấy thì là cái ví dụ về cái import và export. Và cụ thể chúng ta import và export là để cho nó tiện, tức là có dữ liệu rồi thì cần import nó vào, và chúng ta không phải gõ, chúng ta có thể bổ sung thêm cái thứ nữa, thì nó có nhiều cái điểm lợi. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái thao tác chúng ta thực hiện như thế nào nha. Giả sử là mình sẽ export cả cái tutorial, cái database của mình này ra cho các bạn, và các bạn import nó vào và sử dụng rồi, thì nó sẽ có tất cả những cái dữ liệu mà mình đã thiết lập ở trên cái bài hướng dẫn của mình này rồi. Ok, và chúng ta sẽ chuột phải vào cái tên của database muốn export này, chọn task đó, sau đó chọn với cái export entire application, chọn next. Bây giờ các bạn sẽ chọn cái vị trí để lưu, giả sử mình sẽ lưu nó ra desktop đi. Đây, chọn nó ra desktop. Giả sử mình gõ tên nó là tutorial. Đấy, sau đó thì save, chọn next, finish. Và chờ cho cái SQL Server nó hoàn tất. Và sau khi xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra xem nó đúng là có cái ở ngoài desktop. Đây, cái này, đó, đã có ở đấy rồi. Bây giờ mình sẽ import nó vào cái database của mình nha. Thì chọn vào database, sau đó chọn cái đâu nhỉ, import, đây, import data tire application đây đó. Sau đó thì đến với cái next. Đấy, chỗ này thì chọn cái nơi mà các bạn để cái file PAC này, các bạn open nó lên đó, sau đó là chọn next. Bây giờ các bạn có thể đặt tên mới cho cái tutorial này. Đấy, mặc định thì mình để nó là tutorial, cho nên các bạn khi mà import vào nó sẽ là tutorial. Các bạn có thể để tên theo ý muốn của bạn. Đấy, và chọn next. The data tutorial already exists. Đây là cái lỗi khi mà chúng ta cho, tức là trong này đã có tutorial rồi. Đấy, cho nên là nếu các bạn để cái tên mà trùng thì không thực hiện được. Đây là cái này sẽ đổi tên, giả sử mình sẽ đổi thành tutorial 2 chẳng hạn. Đấy, sau đó mình next. Đấy, đơn giản như thế thôi. Finish. Bây giờ sẽ đợi cho nó làm xong, thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái database của chúng ta nó như thế nào. Và theo cái, nếu mà chúng ta làm thành công ấy, thì là dữ liệu này, tất cả những thứ thì liên quan đến cái database mình vừa export ra, thì các bạn import vào cái server của bạn thì nó là y xì như của mình luôn. Cái quá trình này thì mất độ khoảng lâu ấy, mấy chục giây gì đấy. Ok, close. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem là trong cái tutorial 2 này. Đấy, vào table này. Đây, các bạn thấy này. Đây có bằng này bảng, thì dưới này cũng y hệt thế luôn. Và bây giờ mình sẽ vào cái bảng version 1 để xem là cái dữ liệu của nó có hay không. Edit đi. Đó, đây này, chúng ta có dữ liệu này. Các bạn có thể tự mình kiểm tra nha. Và cái hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là tiện phải không nào? Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.